Thưa quý vị, trước nhiều kiến nghị cho rằng cần điều chỉnh thuế xuất khẩu mặt hàng răm gỗ nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất trong nước, Bộ Tài chính dự kiến trình chính, chính phủ đề xuất tăng thuế xuất khẩu mặt hàng răm gỗ từ 2% lên 5%. Mặt hàng răm gỗ thuộc mã hàng 4401.22.00.90 có thuế xuất khẩu là 2%. Theo khung thuế xuất, thuế xuất khẩu đối với từng nhóm hàng chịu thuế quy định tại luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Giam gỗ thuộc nhóm hàng 44.01 có khung thuế xuất xuất khẩu là từ 0% đến 25%. Theo số liệu thống kê của cơ quan hải quan, kim ngạch xuất khẩu năm 2017 của mã hàng 4401.22.00.90 là khoảng 1 tỷ đô la Mỹ và năm 2018 con số này là 1,3 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu giam gỗ chiếm thị phần lớn trong tổng số kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ khi chiếm khoảng 40% tại Diễn đàn Ngành Công nghiệp Chế biến Xuất khẩu Gỗ Lâm Sản năm 2018, Thành công, Bài học kinh nghiệm, Giải pháp bứt phá năm 2019, các ý kiến cho rằng cần có các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu gỗ, hạn chế xuất khẩu mặt hàng giam gỗ do người dân thu hoạch non gỗ rừng để làm giam gỗ trên cơ sở phân tích số liệu kim ngạch xuất khẩu giam gỗ nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu gỗ cho sản xuất trong nước, đồng thời không ảnh hưởng quá nhiều đến đối tượng cung cấp là các hộ trồng rừng, hạn chế tình trạng người trồng rừng bị ép giá. Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế xuất khẩu mặt hàng này từ 2% lên 5%, số thu tác động dự kiến khoảng 897 tỷ đồng.